được mất khi cuộc song đấu phòng vé giữa Lý Hải và Thu Trang ngã ngũ. Chuyên gia nhận định cuộc đấu lật mặt 6 và con nhóc mốt chồng tương xứng về chất lượng. Chiến thắng của Lý Hải xứng đáng nhưng phim Thu Trang cũng không tệ. Điện ảnh Việt dịp lễ ngày 30 tháng 4 vừa chứng kiến cuộc đụng đầu gay cấn từ hai dự án lớn trong năm nay, Lật Mặt 6, Tấm Vé Định Mệnh, Lý Hải và con nhóc mốt chồng, Vũ Ngọc Đãng, Thu Trang. Không có sự cạnh tranh của bom tấn Hollywood, hai phim Việt chiếm trọn sự ưu tiên từ phía nhà rạp và khán giả trong nước. Sau 10 ngày phát hành, phim của Lý Hải vẫn đang thống trị phòng vé, đứng đầu bảng xếp hạng Box Office Việt Nam, đơn vị thống kê doanh thu độc lập. Đến hiện tại, Lật Mặt 6, Tấm Vé Định Mệnh thu hơn 180 tỷ đồng và có khả năng sẽ cán mốc trên 250 tỷ đồng khi rời rạp. Đối thủ đồng hương của Lật Mặt 6 là con nhóc mốt chồn gửi hiện giữ mức doanh thu hơn 56 tỷ đồng và giảm suất chiếu theo từng ngày. Kết quả cuộc song đấu giữa hai phim Việt đã ngã ngũ trong thời gian ngắn. Theo các chuyên gia, thành tích phòng vé nói trên phản ánh chất lượng phim tương xứng với mức độ đầu tư của nhà sản xuất và lựa chọn từ khán giả. Hai phim tương xứng về chất lượng. Trên thực tế, trước khi chạm trán vào dịp lễ kéo dài 5 ngày, cả Lý Hải và Thu Trang đều là gương mặt thiện chiến trên thị trường phim. Lý Hải nắm trong tay series Lật Mặt với tổng doanh thu trên 500 tỷ đồng. Nam đạo diễn khiến các đạo diễn, nhà sản xuất trong nước phải e dè khi phong độ, mức đầu tư về kịch bản, kinh phí ngày càng nâng lên theo từng mùa. Anh là đạo diễn Việt hiếm hoi chưa nếm mùi thất bại về doanh thu phòng vé. Quan trọng hơn, thành tích doanh thu của phần sau luôn cao hơn phần trước. Trong khi đó, ở vai trò nhà sản xuất, Thu Trang cũng đứng sau thành công của Chị 13, Ba Ngày Sinh Tử. Cô cũng là diễn viên góp mặt trong 4 phim Việt đạt doanh thu hơn 100 tỷ đồng, gồm Tiệc Trăng Máu, Chị 13, Ba Ngày Sinh Tử, Em Là Bà Nội Của Anh và Để Mai Tính Hai. Hai phim đều có thuận lợi chung về thời điểm phát hành, dịp lễ kéo dài trong 5 ngày, không đối đầu với bom tấn Hollywood. Ban đầu, phim của Thu Trang được cho nhỉnh hơn về mặt truyền thông khi ekip quyết định có những suất chiếu sớm một tuần trước khi chính thức phát hành. Nhờ vậy, con nhóc mốt chồng thu về 20 tỷ đồng và tạo được hiệu ứng trên mạng xã hội. Thậm chí, Lật Mặt 6 của Lý Hải còn có thể gặp hạn chế so với con nhóc mốt chồng về suất chiếu khi thời lượng phim kéo dài tới 132 phút. Tuy nhiên, khi Lật Mặt 6, Tấm Vé Định Mệnh ra mắt, cán cân doanh thu phòng vé lệch hẳn về đứa con tinh thần của Lý Hải. Trong nhiều ngày liên tiếp, phim dẫn đầu bảng tổng sắp doanh thu với số suất chiếu trung bình mỗi ngày từ 3.000 đến 4.000 đến nay sau một tuần. Phim vẫn ổn định với 3.200 suất chiếu với 112.252 vé trên ngày. Doanh thu của Lật Mặt 6 tính đến sáng mùng 6 tháng 5 là hơn 180 tỷ đồng. Vậy đâu là lý do quan trọng nhất khiến Lật Mặt 6, Tấm Vé Định Mệnh vượt xa đối thủ đồng hương về mặt doanh thu? Theo giới quan sát, trong mọi cuộc song đấu, dù với phim Việt hay bom tấn nước ngoài, chất lượng tác phẩm là yếu tố tiên quyết đưa đến thắng lợi phòng vé. Nhà báo Nguyễn Phong Việt, người nhiều năm quan sát thị trường điện ảnh Việt, cho rằng doanh thu của hai phim Việt tương xứng với chất lượng, mức độ đầu tư. Con nhóc mốt chồng khai thác đề tài gia đình, cụ thể là tình phụ tử giữa ông Xỉn, Thái Hòa và nhóc Thu Trang. Tuy nhiên, câu chuyện phim đơn giản, tiết tấu đều đều, thiếu kịch tính, không mang lại bất ngờ cho khán giả. Mọi cảm xúc của người xem chỉ diễn ra ở rạp. Sau khi xem xong, công chúng không có chủ đề để bàn tán hay thảo luận về tác phẩm. Do vậy, hiệu ứng truyền thông trên mạng xã hội của con nhóc mốt chồng gần như không đáng kể. Ngoài ra, phim của Vũ Ngọc Đãng, Thu Trang cũng không quá đầu tư về bối cảnh. Mọi phân cảnh chủ yếu diễn ra trong một xóm trọ nghèo, nhiều đoạn đối thoại, khâu dựng đơn giản, không cầu kỳ về trang phục. Kinh phí sản xuất phim vì thế không quá cao so với thị trường. Tôi nghĩ Thu Trang và ekip không nên kỳ vọng về con số doanh thu 100 tỷ đồng. Thành tích hơn 58 tỷ đồng là hoàn toàn cân xứng với chất lượng phim, cũng không nên so sánh với Lật Mặt 6 vì quá khập khiễng, anh chia sẻ với Dinh. Cuộc song đấu góp phần lấy lại niềm tin phim Việt. Không khó để nhận thấy kể từ khi tung những suất chiếu sớm đến khi đạt doanh thu 50 tỷ đồng sau đó, Thu Trang và ekip im ắng hơn về mặt truyền thông so với đối thủ. Họ không có nhiều động thái cụ thể để cải thiện thành tích phòng vé. Điều mà bẫy ngọt ngào hay gần nhất là chị em hai đã làm được để tạo nên những cú lội ngược dòng ở bảng tổng sắp, doanh thu vào những thời điểm quyết định. Vì thế, vài ngày trở lại đây, doanh thu phòng vé của con nhóc mốt chồn gờ chững lại. Khi cuộc đua gia nhập thêm Guardians of the Galaxy Vol. 3 từ vũ trụ điện ảnh Marvel, số phận phim của Thu Trang gần như được quyết định. Gần nhất, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho biết ekip không cố chạy theo thành tích, chỉ muốn kể câu chuyện về tình cha con. Còn Thu Trang khẳng định mình hiểu được cuộc chơi, đã làm tốt nhất tất cả mọi thứ thì thắng thua gì cũng chấp nhận. Theo đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn, việc dừng các kế hoạch truyền thông có thể là quyết định của Thu Trang và ekip để tối ưu doanh thu khi không thể cải thiện tình hình hiện tại.
Ngay cả khi bị lật mặt 6 vượt mặt về suất chiếu thì con số 1.700 suất trên ngày của con nhóc mót trồn gờ rõ ràng, không hề thấp. Tuy nhiên, nếu tính về tỷ lệ lấp đầy, con nhóc mót trồng thua xa phim của Lý Hải. Như vậy, mọi chuyện đã ngã ngũ cho phim của Thu Trang, nếu cố đầu tư thêm cho truyền thông cũng không hiệu quả nữa, anh chia sẻ. Cùng thời điểm, Lý Hải và ekip lật mặt 6, tấm vé định mệnh vẫn miệt mài đi signy tờ giấy đặc, giao lưu và tiếp xúc với khán giả liên tục để giữ lửa. Mỗi ngày, đoàn phim đến 6 đến 7 rạp, không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà còn nhiều tỉnh, thành phố khác nhau. Tại nhiều tỉnh ở miền Tây, ekip không bỏ sót một rạp nào, dù lớn hay nhỏ. Tính đến thời điểm này, Lật Mặt 6 là đoàn phim có số lượng đi signy chơi nhiều và dày đặc nhất của điện ảnh Việt. Tại mỗi địa điểm Lý Hải đến, nam đạo diễn đều thể hiện sự tri ân người xem bằng nhiều cách khác xem. Sự trân trọng khán giả tuyệt đối của Lý Hải còn thể hiện ở việc chiếu miễn phí cho 2.000 khán giả ở Định Yên, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, bối cảnh quay phim trước khi công chiếu tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cuộc song đấu giữa Lý Hải, Thu Trang cũng là dịp để các đạo diễn, nhà sản xuất lần nữa nhìn nhận lại thị trường, phong cách làm phim, thời điểm phát hành lẫn thị hiếu khán giả. Dẫu sao, sau hai thảm họa điện ảnh gần nhất là Khi Ta 25 và Biệt Đội Bất Ổn, bộ đôi Lật Mặt 6, còn nhóc mót chồng đã phần nào giúp khán giả lấy lại niềm tin vào phim Việt.